Hello, chào anh em nha. Hôm nay mấy anh em mình theo nhiều đóng góp ý kiến của khán giả thì hôm nay mấy anh em mình sẽ tiếp tục tổ chức chương trình chơi đồ chơi nha mọi người. Mấy anh em cũng thích những cái vàng quay nhân phẩm nên mình mới đi vô Sài Gòn, mình mới tiễn đây về vừa đáp sân bay xuống luôn các bạn ơi. Anh em thấy cái vòng quay của mình uy tín không? Nói chung là lượt chơi thì đơn giản nha. Gồm những ô là mình ví dụ ai quay vô ô nào là người đó tự xử nha các bạn. Ví dụ hậu mà quay vô Trinh Hiệu là hiệu xử này, Triết vô quay vô Tinh Triết tự xử này, cứ mỗi lần lần vô là một cái đùi gà nha các bạn. Khi nào rộng hết còn một người cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng là 500k. Mà còn trên cái vòng quay của mình này, mình còn set up những cái phần thưởng để anh em lụm thêm cò nha, để mua đồ Tết nha các bạn. 200k, 50k, 100k. Đó. Không có cái cò kia hơi sợ nè. Cò nào? Cò đây đây. Ớt nè, nước nè. Nói chung là ô nào cũng khó khăn hết các bạn ơi. Không phải đơn giản nha. Đúng không? Cò trái ớt nè. Chứ nè, không phải đơn giản. Một phần là ớt nè, một phần là nước nữa nè. Anh em mà xui mà quay vô mà trúng uống lần 4 năm đi nước là nghi cơ là cũng rụng sớm đó các bạn ơi. Đúng rồi. Rất là nhiều cái nhân phẩm trong này nhưng cả nhà hôm nay là mình sẽ cho Hiệu, Hậu, Triết và ba anh em với anh vô nữa sao được. Anh ghi ba anh em thôi. Đó. Đơn giản nha. Chị Hiệu. Người cuối cùng còn ngồi lại xe cùng sẽ nhận được phần thưởng còn 5 lớp nha các bạn. Rồi mấy anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Triết sẵn sàng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho ba con gà chiến mình bay vô đá thử con nào gà này mà lì nhất nha các bạn. Rồi ba anh em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ba anh em đã hiểu luật chơi chưa? Hiểu. Rồi bây giờ ai là xung phong chơi trước đi? Theo vòng. Chơi quánh thu xì đi. Quánh thu xì đi. Thôi tự Hiệu qua đi. Để em đi. Chỉ tự Hiệu qua đi. Rồi. Để em đi. Em là người đầu tiên khai mạc. Đúng rồi. Qua thử ô gì đây? Triết. Không, cái em đùi gà nữa. Em mẫu đùi gà. Một đôi. Đùi gà nữa. Tới anh Hảo. Hảo quay. Anh Hảo đừng quay vô chúng. Người đầu tiên là Triết là anh. Quay mạnh đi Hảo. Quay mạnh đi Hảo. Ô gì đây? Hiệu. 100k. Quá đỉnh luôn. Hạ tả. Bạn bán dưới ta. Sao hạ tả? Ảnh tài thiệt chứ. Giờ châu chưa là hạ đây. À đây. Ôi chết. Xe. Triết là một đùi gà và một trớt. Hậu thì được 100k. Hiệu thì không có gì. Không có gì hết. Quá may mắn luôn Triết ơi. Có vốn rồi. Dòng đầu thì mình ăn mình lót dạ được đâu. Mình ăn mình lót dạ. Triết nói chung là dòng đầu thì con có con lót dạ trong bụng là được rồi con. May mắn không? Hồi sáng còn cũng chưa ăn sáng nữa. À. Quá may mắn á. Rồi phần thưởng của Hậu là một con cò. Một lớp. Xin cảm ơn nha, xin cảm ơn nha. Xin cảm ơn Triết, xin cảm ơn Hiệu nha. Triết thì một đùi gà và một trớt nha cả nhà. Con xin phép được mời mọi người nha. Lượm đi con. Chiếc ăn ngon người ta hả? Mình cũng đang muốn ăn. Cái đùi đầu thì rất là ngon nhưng cái đùi mà thứ 4 thứ 5 á là hết ngon à. Sao Rick? Cảm nhận cái đùi gà lần đầu, đùi đầu tiên cảm giác nó sao con? Nó ngon chút. Đúng không? Sáng chưa ăn sáng mà đúng không? Đúng rồi. Sáng mình có thông báo với ba thí sinh là đừng ăn sáng để dưỡng bụng để thanh tài trận chiến người cuối cùng ngồi ăn đùi gà đây. Thấy chiếc ăn ngồi ăn đói bụng quá. Có thể không? Có thưởng nhưng mà ăn ngon lắm. Wow. Mấy đùi đầu là hơi bị phê á. Wow. Mấy đùi đầu chưa? Nó đã. Mấy đầu ăn còn ngon miệng. Ăn gì lại, ăn làm thấy ăn luôn da luôn thịt chứ. Triết con chơi đây con tự tin khoảng bao nhiêu phần trăm là con sẽ giành được con cò? Thua. Con cò con không dám giành nhưng mà gà thì chắc chắn phải giành. Mình lượm con cò xem mình qua mình mua thêm gà chứ. Xin lỗi em nha. Hiểu không? Anh xin lỗi em nha. Nãy anh lỡ qua vô chung chứ. Không nhưng mà ngon lắm. Triết là Hảo đùi gà KFC phải không? Đó, ráng đây con. Sống chết thì gà. Trời ơi, nó ăn nhịn ngon quá. Mình chảy nước miếng luôn á. Khỏi. Bên quay đây, mấy anh em mình sẽ tổ chức thêm nhiều cái cuộc chơi mini game cho mấy anh em. Kiếm quà để xếp đồ Tết. Quá đã. Chứ ăn lẹ lẹ, tao quay cái máy này. Đấy, đơn giản như cần viên cò, quay vô nem lần 200k được 1 triệu càng chiên còn nem lớp. Cái cục này nó có 500 cái gì mới quay vô đây giờ. Chút xíu mà cái cục này chút xíu à. Nhỏ lắm. Mình phải canh để cấp chứ. Khó lắm chứ là được gì chứ. Cái này là chỉ có nhân phẩm thôi chứ không có canh được đâu.
Trời ơi. Quá đã, quá đã. Xem chưa? Triết xem chưa? Rồi, Triết sạch sẽ nha. Rồi. Rồi bây giờ vòng thứ hai thì Hậu sẽ là người đầu tiên quay nha cả nhà. Mời anh Hậu. Xin mời. Đó. Số gì đây? Con số gì ra? Trời ơi. Hiểu. 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 Xếp được 100k đúng không? Hiểu được một đôi. Hậu. Hậu ơi 20k. Hậu. Một xíu nữa. Xíu nữa. Em còn một xíu nữa. Xíu nữa. Tới em. Xếp được 200k rồi tiếp. Xếp được 200 Hậu. Hậu một đôi, Hiểu một đôi. À đây. Tiếc. Ba rồi, ba. Điều luôn, điều. Điều, điều. Là ba. Vậy hôm nay là mỗi người một đùi nha các bạn. Quá đều, quá đều. Hay quá. Ít sao hảo gà sao mà vô vòng đây gà nữa ta. Thôi em trời xin phép nha. Em cũng đang thèm, nói chung là thấy đùi gà đã không? Đó, vậy chưa? Ai qua cho anh ta? Trước thì Hiểu. Hiểu. Hiểu hả? Em trước qua cho anh. Trước rồi, cảm ơn trước nha. Cảm ơn nha. Mời mọi người nha. Đang đùi gà đầu thấy hơi bị ngon. Đang thèm mà. Đùi đầu tiên là cà phê đâu. Đùi thứ năm thứ sáu mới ớn chứ đùi đầu tiên là ăn còn ngon miệng. Đùi đầu tiên ăn ngon. Ráng quay vô phần thưởng nhiều nhiều rồi kiếm mua cái quần Tết không có áo Tết rồi bạn đi chơi với bạn gái. Tết này cũng ráng kiếm chút vốn tấm đồ Tết nha. Chứ ngày cũng đang ráng kiếm mua áo có tiền gì quá. Đơn giản thôi, kiếm tiền đơn giản làm nhà không khó. Năm sáu lần 200k đừng chịu chịu mấy thôi. 200k. Làm giờ không có được 10 lần ớt rồi đó. 10 lần ớt. Làm giờ không khó. Đúng, làm giờ không khó. Đấy, nhà đất mình dễ kiếm tiền các bạn ơi. Đơn giản. Quay 10 lần 200k được 2 triệu thôi. Ngon. 10 lần 200k là 2 triệu với được 500 phần thưởng còn nữa 2 đô rưỡi. Tắm được. Gần Tết rồi, tính là sếp tổng cũng đầu tư hết chứ. Đại điều kiện cho đó, mấy đứa xếp đồ Tết. Bây giờ biết ra là chủ tịch thiệt rồi đó. Đại điều kiện cho mấy anh em. Riết cái thứ hai con cảm giác là... Dạ. Là cảm giác nó ớn chưa? Dạ không, con thấy vẫn ngon. Vẫn ngon đúng không? Vẫn ngon. Nếu trong khả năng con nghĩ là con ăn khoảng được bao nhiêu cái đùi? Con chắc là cỡ chục. Chục cái? Rồi, mì tiếng. Nhớ nha. Thì tí quá. Nhớ mấy thằng bạn cỡ một chục. Hay con gà trừ cơm cũng được nữa. Chứ đừng có xin thua nha. Không bao giờ xin thua. Mấy mật gà. Ừ. Mấy mật gà. Và thôi đây. 10 cái đùi. 3 4 cái đùi chắc được cái chúng ta. Ừ. Cái đó an toàn. Không xin phép mình thấy được nha. 10 cái là tầm 2 cái rưỡi đùi gà. Lắm á. Anh em nào muốn tiết sĩ thử thách 10 cái đùi gà trong vòng 30 phút thì anh em cứ bình luận ở dưới phía dưới giúp Toàn nha. Chơi không? 25 phút. 25 phút hả? Dám chơi không? Dám. Ok nha, chúc đâu nha. Cho 30 phút luôn. Chấp nhận 30 phút. Rồi, cho 30 phút trong vòng 30 phút ăn 10 cái đùi gà. Nhận còn em lớp. Ok. Được, 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 được. Tí, 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 tí. Một đùi trong vòng 3 phút anh nữa không? Nổi. Đang thử án ăn nhiều chứ. Tiết đòi 25 phút nhưng mình tăng cho Tiết là 30 phút. Anh cho Tiết 35 phút luôn. Chấp luôn. 35 phút luôn. Chứ thấy vậy 35 phút hồi bữa thầy con chấp lại chú 5 phút. Thấy vậy với một cái đùi mà ăn trong vòng 3 phút cũng khó lắm các bạn ơi. Ăn lên cái thêm 5 cái chủ sau. Chủ yếu là cái mấy cái đầu với mấy cái sau là ăn rất là khó. Do con gà đây cũng mới nên chưa có kinh nghiệm này. Nó còn ngựa non heo đá. Em xong. Rồi. Em cũng xong. Ba anh em đã xem hết ba cái đùi gà. Ngon. Và bây giờ tiếp tục là vòng thứ ba nha các bạn ơi. Em đầu tiên ha. Triết là người quay đầu tiên. Bây giờ thèm nước quá. Anh em bây giờ bắt đầu khát nước rồi nè. Có ly nước không? Hai ba chiếc á. Úi dạ, úi dạ, úi dạ. Không thao. Đó em nha, tao em nha. Hiểu. Trời ơi, giờ vô được ly nước á. Vòng thứ ba là Hậu một cái. Trong cho vô ly nước. Vô. Vô ly nước đi, vô ly nước đi. Triết ơi. Sao chú cái này ra. Rồi, giờ tới Hiểu rồi, tới Hiểu nè. Co đầu. Tới Hiểu là như cái bây anh em bắt đầu hơi bị khát nước rồi. Quá khát nước mình rồi. Mình sẽ để hai ô của nước.
Qua lượt. Hậu quá may mắn. Anh hậu một cái, chiếc một cái. Vậy hôm nay là hậu một đùi, triết một đùi. Ngại kìa, thay chia là thay triết em ngại quá. Quay ba vòng, triết ba cái đùi. Triết đùi thứ ba rồi. Triết là đùi thứ ba, hậu đùi thứ hai phải không em? Ừ, đùi thứ hai. Nè, còn chỉ ăn đẹp hồ hì à. Bây giờ anh ngại quá, anh ngồi thấy triết em ngại quá. Đã em bụng lại bữa không? Bây giờ khát nước rồi đó. Ừ, giờ khát nước. Giờ em trông cho quay vô ly nước. Mình biết anh em ăn đùi gà rất là khó nên mình đã set up là hai ô của nước nha các bạn. Để cho anh em còn cầm cự được. Mà nước nó là con dao hai lưỡi nha. Uống nhiều là nó no lắm, bể bụng á. Coi thử Triết hôm nay có vượt qua mốc 10 đùi không? Đùi thứ ba sao Triết? Đùi thứ ba sao? Như cũ rồi. Như cũ rồi. Như cũ à, vẫn như cũ luôn. Chưa thấp. Triết là đào gà mà. Mè gà đúng đó. Ừ. Mè ăn gà. Này mà ăn mà quay thêm vô một trái ớt nữa ăn chung là nó ngon hơn. Ngon hơn. Đó. Cái đầu tiên quay một cái. Hậu là hai đùi và một 100k đúng không? Hai đùi 100k. Hiệu là một đùi, Triết là ba đùi. Một trái ớt. Một trái ớt. Quá tài. Quá đẳng cấp. Chủ tịch đẳng cấp quá. Dòng nào cũng có tên mà. Dòng nào cũng có tên Triết. Anh Toàn, cái đợt trước á là cho trứng lộn á là ảnh là ngồi chơi không ảnh là cực kỳ luôn ngồi chơi không hay cực kỳ luôn còn cái dòng này Triết chưa chết đâu để cha hết cái trò cha đây để mình hỏi là Triết có còn giữ quan điểm là 10 đùa gà thử thách 10 đùa gà ổn định thấy vậy mà vậy đâu giờ còn thấy là em thấy em cái thứ bảy á ngon ngon thì còn vẫn ngon quá đã chút ăn nhuyễn cho ăn thịt gà dữ ngon Triết khoái gà mà đậu gà ở sao cố lên em ơi cố lên Triết ơi không cái thứ hai thì bạn vẫn vô tư không vô tư đúng không bữa nay anh lộn nhớ em đã thử đách anh đâu giờ anh sẽ thử đách lại em quá đã Đâu, Triết đã hết cái thứ đùi gà thứ ba. Triết ăn lẹ kìa. Hậu cũng đã hết cái đùi gà thứ hai rồi. Hậu chuẩn bị vô 200k thôi. Rồi, mấy anh em đã hết, tiếp tục là dòng thứ tư. Rồi bây giờ là dòng thứ tư nha, Hiệu là người quay đầu tiên. Em đi. Hiệu quay trước nè. Đi nước đi, đi nước đi. Nãy em quay trước. Em thích đi nước thôi. Anh em bây giờ khát nước à. Vô cái gì đây? Tự xử em tự xử luôn ly nước kế bên luôn hậu có khi nào đi cho tin Hiệu nữa không không nãy Hiệu quay là em được 100k bây giờ Hiệu quay là em được 200k ồ gì đây mắc lượt hậu quá tài 200k quá tài luôn quá tài sao hay với ta quá tài đâu sắc sức mà quay ô 200k rồi rất là thấp nha các bạn không phải đơn giản không nước đầu quá tài sống quá tài chính ta anh hậu dòng đây là Hiệu một đùi hậu được phần thưởng 200k Triết là được một ly nước nha dòng quay đã thấy mấy anh em nhẹ nhàng quá Hiệu là một cái đùi Triết một ly nước con mời mọi người nha đó trời giờ khát nước kể gì cháu không à đó không làm cái nước là do phê phái luôn dân sau làm thêm ly nước là bắt đầu hết mê có anh hậu hay nhất á đây hậu đây phần thưởng của hậu đây xin cảm ơn nha xin cảm ơn nha xin cảm ơn chủ tịch nha hậu là được 300k phần thưởng rồi nha các bạn hậu hai nữa mình nghĩ phần vòng quay đây là của hậu á gán lên nha cố gắng kìa hậu nhắc con cò vô trước cố lên em ơi hậu sao chân lý hậu chiến thắng dễ dàng nha mấy đứa đầu này người ta vậy người ta em hai cái à Hiệu hai cái Triết ba cái Triết ba cái ly nước với trái ớt là đủ bữa ăn á Triết là dòng nào cũng có lượt mà Triết là combo đầy đủ mà không hậu hai dòng không có lượt không ờ hai dòng không có lượt em là đủ bữa ăn luôn rồi đó quá đã luôn ba sự à bây giờ vô quay vô một trái ớt đi anh em thấy một trái ớt một ly nước cao 200k này 200k là xác sức vô rất là thấp nè thế à đó còn cái ô tự an là cái kiểu ấy như mình quay vô ô đấy là mình tự an luôn thành ô chính bản thân là hai ô luôn á
Do tự ăn là mình tự chọn anh Tùng. Mình là tự xử luôn. Tự xử đùi gà luôn. Bùm. Trời ơi, nhìn nó gần sát nha. Đó. Hay quá, hay quá. Em xong à? Chưa hay lắm đâu. Nút vô, ngon mà. Mới ăn cái thứ hai còn ngon. Rồi. Ngon. Hiệu đã hết hết cái đuôi gà. Rồi tiếp tục đi. Bây giờ ai là người qua trước? Anh Hậu. À Hậu là người qua trước. Anh Hậu. Dạ thứ năm. Tới đâu? Còn thử có con cò nữa không đây? Hậu hôm nay quá may mắn các bạn ơi. Chìm mắt lại chứ có cò gì đó. Hai trước. Đứng đâu 50k á. Để nước có cò rồi. Đúng cầu được. Hai trước. Thêm nước có cò rồi á. Xíu nữa. Xíu nữa được 50k. Đây là triết nha. Hồ biến. Tự ăn. Một cái đuôi cho con. Dạo đầu cũng có bạc mà. Tới em. Đạo gà hơn nhưng mà. Ồ gì đây? Bip. 50 ta. Quá tài. Tài ta. Tài quá. Cho anh hai với ta. Hôm nay là triết một đùi gà. Anh Hậu hai chớp. Hậu 2 rớp. Còn là con cái thứ tư trong ngày nha. Hiệu là được phần thưởng 50k. Dạ rồi em xin. Triết sao? Đã. Mình để triết dòng nào triết cũng ăn đùi gà hết ta. Mấy cái rồi chứ? 4 cái. 4 cái à. Chứ ăn 10 cái được. Sao còn giữ quan điểm là ăn 10 cái không? Còn vẫn giữ quan điểm. Được. Em xin phép ăn ớt thì xin kèm miếng dưa leo nha, cho nó dễ ăn nha rồi. Mọi người. Trong máng gà mới mình lâu lâu mình chăm chế cho mấy em đón chút để lần nó cải thiện hơn chứ. Ớt ra sao đâu, ớt ra sao? Ớt mà cho ăn không ăn nổi đâu. Ớt ra ngon á. Ngon. ngon. Anh Hậu kêu là dắt xe ra. Cày quá. Ớt ra hai chớt luôn. Anh Hậu mới cầu được thấy mà. Cầu được ướt thấy. Được thấy. Còn con gà thôi nha. Cày quá. Rồi, ớt đem mộng cam. Ớt hiểm à. Quá đã. Cố lên. Triết là cái thứ tư không còn? Cái thứ tư chú. Chứ dẫn đầu có triết đó. Nãy kêu đạo gà. Đạo gà. Đạo cuốn gà chân. Gà đáp lại mong ước của em á. Anh em thấy vậy cái đùi gà ăn nhiều, ăn số lượng nhiều rất là khó ăn. Ăn mà cái thứ năm, thứ sáu đó lên rất khó ăn vì mấy anh em mình đã quay rất là nhiều trận chiến về ăn đùi gà đâu rồi. Rất là khó. Xong chiếc ăn được mà. Ăn số lượng nhiều về sau cái miệng mình nó sảm á các bạn ơi. Rất là khó nuốt. Chiếc kêu em 10 cái mà. Nghĩ triết cỡ cái thứ bảy triết rụng quá. Cái bẻ rụng. Sao chứ ơi. Nghĩ cái thứ bảy không có nhiều đâu. Trời ơi, giờ mình có ly nước. Mình phải cố gắng cho khán giả coi chứ. Mình phải cố gắng lên cho khán giả coi. Hết sức mình mà. Giờ mình có ly nước thôi chứ còn gì bằng nữa chăng. đưa 5 xị để bán đi nước. Dạ tao bán nước 100k. Vậy thôi em chịu cây. 5 xị không. Đem ra hàng bán 5 xị mua hàng bán. Bây giờ nước mới quan trọng các bạn ơi. Đúng. Bây giờ cũng thấy tầm quan trọng của nước rồi. Về cuối là cái ly nước nó quan trọng còn hơn là 100k. Đúng rồi bữa. Do mấy bữa giờ mà gà nhiều quá hơn. Quá đã. Mặt khơi tiếng. Mười cái đùi. Quay tiếng luôn. Giờ còn ổn không con? Vẫn ổn chứ. Vẫn ngon như trước không? Đúng, vẫn ngon. Mẹ quá xạo. Không, quá xạo luôn. Rồi con ăn xem là con tự quay luôn hết. Con xem tự quay. Mình nghĩ triết con đừng có dẹp cái gì á. Con để gì á luôn, con tự ăn luôn chứ bị vô phần con đó. Con chạy ra cho khỏi. Kỳ quá. Rồi triết tự quay luôn, chuẩn bị cũng vô phần em nữa. Rồi ổn chưa? Rồi tiếp tục con. Tiếp tục. Coi chưa kịp nuốt là cái đùi gà tiếp theo vô luôn hử. Không nên vậy. Nhắm mắt lại. Nhắm lại luôn. Đừng nhắm nhẹ. Tám cái đùi gà.
ly nước trầu ơi. Quá tài. Quá tài, quá tài. Bốn cái đồ ly nước. Cầu được ước thấy. Tới em. Trời ơi, em giờ có ly nước à. Giờ hôm nay là tiếp được một ly nước. Giờ hiểu vô triết hay là phẫn luôn. Triết. Anh có cục 500 rồi. Có ghi hậu vô tiết đâu đó. Không có đâu. Hậu giờ chắc vô ly nước quá. Khác quá. Triết khó nhọi. Anh xin lỗi em nha Triết. Anh đâu có. Cái gì đây trời, cái gì đây? Hảo trời ơi, phỉ ta. Đứng ở đâu có ly nước chứ. Vậy hôm nay là tiết một tiết một đùa gà. Một ly một nước. Một ly nước. Hậu là một đùa gà. Vậy hôm nay là Hiệu may mắn quá. Em vẫn may mắn thôi. Là dòng vừa đầu là ai quay ta? Tiết phải không? Dạ. Vòng đây là dòng đi xéo ấy. Mà tiết chiếm trọn cái phần thưởng hết trơn. Hồi nãy cái đảo gà. Có đây chứ ơi, có đây, có đây. Hiệu nó báo Triết quá. Nãy giờ anh quay toàn vô Triết mà. Triết là cái đùi thứ năm nè. Hậu là đùi thứ mấy em? Em đùi thứ ba. Thứ ba. Hiệu được mấy đùi không? Dạ em hai đùi rồi. Hai đùi. Để dòng đây là cái thứ năm, để mình hỏi Triết còn giữ quan điểm là 10 đùi không? Ô Ninh. Sao không? Ô Ninh. Mười đùi. 15 đùi không? Ê đùi gà sáng luôn. Ê đùi gà sáng luôn. Tối nay về cũng mơ thấy đùi gà. Tối về cũng mơ thấy đùi gà luôn. Tối về cũng mơ thấy Thiệu qua đùi gà. Ăn tới điểm là dừng, đừng có ráng nha con. Dạ. Khổ lên chứ. Ráng là người rất là mệt luôn á. Anh nổi lên là em xin đòi hàng. Tung cờ. Hồi bữa nhớ anh em 13 xin lộn không? Đứng dậy. Dạ thưa anh Hậu, anh Hiệu, em xin đầu hàng. Dạ. Hồi xíu nữa anh qua chắc không vô em rồi Triết. Hậu, cái thứ ba là cảm giác no khoảng bao nhiêu phần trăm này em? No khoảng 70% là anh toàn. 70% đúng không? Không phải no nhưng mà ngán. Dầu mỡ nhiều nó ngán chứ nó không phải là no. Đúng rồi. Dưới sản có 300 ngàn nó hơi no. Không, 300 ngàn hơi no. Có 300 ngàn hơi no thiệt. Không nào. Giờ mình quay cái vô cái tính tiếp nữa. Ôi, có tiền mua đồ Tết. Hơi bèn dễ nhất luôn á, bèn dễ nhất nem xì. Bèn dễ nhất luôn. Ào. Hậu vô 200k nữa, nem 5k á. Gớm á. Anh Hậu đang tính vô 200k rồi. Đúng rồi. Xạo quá. Triết là quá xạo. Đúng không? Là quá xạo. Không, người những ngon mà. Những ngon không? Quay điểm cũ, mình không có chơi hay là mình quay điểm cũ. Những ngon. Đây nhiều dầu. Chứ ăn hay. Không biết. Em ăn cái thứ ba là dầu thấy hơi ngán rồi. Không biết Triết có trụ nổ cái con tràng này không biết. Triết quay giờ đâu giờ quay vô cái Triết như sao ta. Triết đang nỉ anh thì anh không quay vô em đâu. Không đây chưa, không quay em nỉ chưa đâu, cái dòng này chưa biết được đâu. Có dòng một người có thể ăn ba đùi một lúc luôn á, chưa nói đang được điều gì đâu. Có hai dòng nữa rồi anh, mà giờ em ba đùi lúc xẻo. Ăn được uống nước chưa rồi. Anh đựng nước hả? Anh đựng nước ăn không nổi không? Triết là được 2 ly nước rồi phải không? 2 ly nước rồi. 2 ly nước rồi. Đậu nò đấy, nem cái đùi vào 2 ly nước và một trái ớt. Nò chứ không ngán. Triết chưa có cò nào hết trơn á. Quá đen. Anh nói được có 50 thôi. Có gà không à? Chứ được gà không à? Câu lên Thảo ơi. Sắp hết rồi. Rồi, sắp hết luôn. Triết là còn một chút xíu đùi gà và nửa ly nước đó. Rồi anh Hậu hết. Quá đã, quá đã. Triết cảm giác thấy no khoảng bao nhiêu phần trăm rồi con? Khoảng 70. Cho uống 2 ly nước nữa. 2 ly nước, no nước. Nếu mà không ăn, không uống nước rồi cũng ăn được nữa. Không, no. Ngán như no. Nói thiệt, ngán như no. No. No chứ không ngán à. Thế là ăn đùi gà được đó anh Toàn. Đúng rồi. Mẹ quay tính. Tốt đấy. Ừ, ăn đùi gà tốt á. Bữa nào em phải thử thách 10 cái đùi gà. Đây anh em lớp của anh Toàn nhá. Đây có sếp chưa? À, Hảo còn một chút xíu nữa. Triết thì đã hết rồi. Còn nửa ly nước nha, Triết nha. Chưa hết đâu nha. Còn cứ ải là nửa ly nước nữa. Cái này nó khó rồi. Cố lên nè em. Cố lên.
tinh thần chiến binh đâu, tinh thần chiến binh giống bữa anh đấy không, anh ớn mà còn ba trấn quất hết ba trấn luôn cỡ đó, mười đùi nữa mới được, mười đùi nữa. Dòng này là dòng quay thứ 7 nè. Rồi tới em nha. Hiệu là người quay đầu tiên. Thôi anh không dám quay đồng chiếc đâu, do chiếc buồn á. Khóc á. Bắt đầu anh em hơi bị đuối rồi đấy. Anh càng ngày sau này. Anh chịu anh cũng được không sao đâu. Hiệu. Em. Anh chịu anh cũng được. Trời ơi, xém xíu nữa Hiệu. Hiệu. Hình như cái dòng Hiệu quay rồi tới dòng em là hai dòng. Hai dòng em được hai con cò rồi. Tiếp tục. Hiệu máu hai đùi mà sẽ nghe gì đâu. Rồi hai đùi. Tiếp tục là Hiệu. Tiếp ơi. Mình vừa nói nè, có người có dàn ăn ba cái đùi cùng lúc cũng có. Em thương lắm, không có Hiệu đâu. Thương lắm đừng giỡn Hiệu nha. Chắc không được hai sĩ á. Đừng. 50k. 50k, đù có cò. Có cò. Thấy không? Quá tài, quá tài. Lại mang cái đùi tiếp theo rồi. Quá tài, quá tài. Đây là Hiệu hai đùi. Em ăn hai đùi nha. Hậu là không đúng có rồi. Gì phải không? Em là không có gì hết. Không có gì trơn. Đây Triết ơi. Triết có con cò. Hậu là quay vô tên Hiệu luôn đúng không? Đúng rồi. Thương Hiệu lắm. Thương lắm. Em không đạo gà. Em không đạo gà chứ không? Em đạo gà nha. Ráng đi, ráng đi. Hiệu hai cái đây nữa là 4 cái. Hậu là 3 cái. Triết là 5 cái. 4 năm. Nhưng đấy. Mà Hậu là có 3, nhưng mà 3 lít. Hậu 3 lít luôn. Đúng rồi, ta nói gì được rồi. Triết với Hiệu mỗi người mỗi con cò rồi. Ráng lên. No không? Chưa. Chưa. Đến mấy đùi thứ 3 mà. Cái đùi thứ 3 cũng ngon. Đùi thứ 3 mà ngon, đùi thứ 3 là bắt đầu là đối với Triết là ngon thôi chứ đối với anh đùi thứ 3 là thấy xỉn à. Đối với em là cái đùi thứ 3 vẫn còn ngon. Bây giờ thiếu là thiếu nước. Triết là được 50 này, Hiệu được 50 này, Hậu được 300 này. Hậu gom đấy. Nắng này uống nước vô nó bị nở, nó no liền à. Ứng cứ viên đáng gồm. Nhưng mà không uống nước chịu sao được. Uống nước thì nó bị ngán, mà uống nước thì nó bị no. Ồ, Hiệu ăn mẹ ghê. Không, sực hết cái đùi liền. Đạo gà. Em ăn cho, không đạo gà. Điều mà bữa anh kêu tôi anh đạo gà. Sắp hết cái đầu tiên. Mình nghĩ Hậu Hậu nghĩ cỡ hai cái nè, Triết nghĩ cũng hai cái nè. Em á? Em rồi chắc cỡ đó cái hai cái là đứt rồi. Triết là nghĩ cái thứ 7 là rụng tung cờ chứ có nhiều đâu. Ăn được chục cái gì. Chục cái. Được. Được rồi. Nó kiểu nó hù đối thủ thôi anh Tàu ơi. Hù đối thủ đầu hàng thôi chứ. Ăn vẫn còn ngon. Nhưng mà từ đây không biết ngon hay không. Nếu mà từ đây tới cuối em không uống nước thì vẫn ăn được. Mà uống nước thì... Không uống nước là còn ăn được bao nhiêu cái nữa? Có chắc cũng được. Hai chú kêu hai cái hả? Tấu thêm cái ba cái. Là kêu 10 cái. Chừng ấy nó khác. Khác khỉ á. Nếu bữa nào dùng sức cái. Mà sức khỏe mà ổn định là nói chú nha, chú mua cho con 10 cái đùi nha. Sức khỏe của lúc nào cũng ổn định. Được. Sức khỏe lúc nào cũng ổn định. Trời ơi, nhìn mặt kìa. Mặt quá xạo mà. Quay thẳng cái camera kìa. Nhưng mà ngày mai ăn đùi gà chắc nó không được đâu. Không, chú cho nghĩ không phải là nem số ngày sau chứ. Chứ hôm nay mát đùi gà mà. Là ngày mai ăn nó ớn hay sao vô. Hiệu thấy cái màu thấy là thấy muốn rụng rồi nè. Thấy muốn bye bye rồi. Có hai cái nữa. Mấy người mỡ mớm như có em với Hiệu nè. Ăn dầu mỡ, ăn kiểu ngán á. Không biết mấy anh em ở Sài Gòn bây giờ có anh em nào đã về quê ăn Tết chưa không biết nữa. Chắc bây giờ, có một số bây giờ có một số nữa. Có tầm có 10 ngày nữa là mới bắt đầu đông. Giờ nói chung cũng có không khí Tết rồi mà cũng sáng dưới tối trời cũng se đúng lạnh rồi. Có tầm có 10-15 ngày nữa là bắt đầu anh em về là ào ạt luôn á. Về lằng quằng được từng chục ngày cái vô lại. Bữa nay ngày 5 mà còn 25 ngày tới Tết chứ mấy. Hôm qua còn lại 3 tuần nữa Tết mất tiêu. 25 bữa nữa Tết. 25 nữa. Quằng cái hết mùng 1, mùng 2, mùng 3 là xong Tết á. Bắt đầu anh em có mùng 5, mùng 6 là bắt đầu chuẩn bị đồ đạc lại vô lại Sài Gòn.
tiếp tục một hành trình một năm. Làm cái bánh kem thổi nến. Nói chung là 25 ngày tới Tết thì coi hôm nay sao quay vô mấy cái ấy chút xíu thôi, mình đi mua đồ Tết chứ. Mình đi mua đồ Tết. Đơn giản thôi. Đơn giản thôi, quay ba cái hậu một cái là sao mà đi luôn thôi. Anh sợ quay ba cái em. Hồi sớm là được 7 vòng hả? À, là 21 lần quay rồi. Cái đầu tiên á, cái đầu tiên thiệt, cái đầu tiên nhìn anh Triết ăn thèm, đúng thèm luôn. Cái thứ ba từ không? Ừ, cái thứ tư. Nó bị ngấy. Cái thứ tư ngấy. Rồi hiểu còn một ít nữa. Cố lên. Ăn sạch sẽ vô nha. Dạ. Cái dây dùng này nó cứng á. Ăn cái da thôi. Ăn phần da đâu. Đi còn gụm luôn. Rồi tao lựa anh Hậu. Bây giờ dòng tiếp tục là đây là dòng thứ 8 nha. Hậu là người quay đầu tiên. Anh Hậu quay đi Hậu ơi. Tay thằng Thánh. Anh em là mà vô hai cái là giờ nghĩ là chắc lọ chắc luôn. Không, không dám dòm đâu. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Mình nhắm mắt lại chứ. Không, sao không có tên em được nữa đâu. 200k. 200k. Quá tài. Riêng Hậu được đem xị rồi đấy. Sao tài chứ ta? Quá tài. Đó, còn cũng quay. Gọi là quá tài chứ không phải đơn giản để quay được vô 200k đâu nha các bạn. Ly nước, ly nước. Tụi sao chiếc cái tay sao mà cứ ly nước hoài ta? Ăn vũ không ạ? À? Sao anh nậu 200k hoài ta? Hậu quá tài nha. Hậu quá tài, tới em đây. Đơn em giản đâu. Ồ gì đây? Con máy dị ra, con máy dị ra. Rồi, tới em nữa. Trời ơi, vô tin. Trời ơi, 5 đùi luôn. Dòng đây là Hậu 200k. Tiếc là một ly nước, Hiệu là một cái đùi. Rồi. Không biết sáng nay Hậu nó có một chơi chơi bùa chơi ngãi gì không ta? Sống mà. Hiệu là một cái đùi. Triết là một ly nước. Tao làm luôn nhanh gọn ngon. Mỹ nước thứ ba. Sáng đồ đồ đấy. Nãy vừa mới nói kêu nếu mà không uống nước nữa thì ăn được nữa mà uống nước hơi chui. Hôm nay là Hậu tiếp tục là được 200k nha cả nhà. 200k nha mọi người, xin cảm ơn nha. Xin cảm ơn sếp, xin cảm ơn mọi người. Hậu là được 5 xị, Triết là được 50, Hiệu được 50. Gớm á, phần thưởng của 500k mà chai vòng quay là vô được 500k rồi. Chứ là mấy cái đùi rồi chứ. 5 cái bà đi nước. 5 cái rồi. Mình nghĩ với vòng đây là vòng quay đây Hậu chắc lụm điệu tròn luôn á. Không, anh Hậu ăn cái nữa bất rồi. Anh cỡ 2 cái nữa. Gớm. 3 cái là giờ làm tranh hộ đấu. Em chịu thua. No quá chịu không nổi luôn. No. Hiệu ăn hết cái này là Hiệu là cái thứ 5. Cái thứ 5 Hiệu bất rồi. Thấy vậy chứ nó cái đùi to lắm nha mọi người. Cái đùi, đùi, to. Đùi to lắm. Nhưng mình ăn số lượng nhiều á, một thời gian là cái miệng mình nó sảm mà khó ăn lắm. Thôi, dòng. Em xin dừng cuộc chơi. Em nấu. Rồi dừng rồi em cứ dừng hết cái đùi đi. Rồi dừng. Dạ. Hiệu là người dừng cuộc nha. Em dừng ý nghĩ tới em vợ. Rồi bây giờ dòng quay có sự thay đổi một chút xíu nha. Ví dụ Hậu mà quay vô tín hiệu là Hậu cũng xử luôn nha, mà Triết quay vô tín hiệu là Triết cũng xử luôn nha. Vâng. Ok anh. Đó, là tăng thêm sát sức cho nhanh rộng á. Vô chỗ 100k chỗ Hiệu với Triết vô cái chính giữa vậy cái thâu á. Rồi bây giờ Triết hết nước chưa? Dạ hết rồi. Rồi để Hiệu ngầu ăn cho hết đùi Triết và Hậu hai đứa solo đi. Anh lớn ha. Cái lọ đắt thọ. Rồi cái lọ đắt thọ. Đâu dẫn trước anh quay à, tao được em quay đi. Rồi em quay cái gì đâu. Thôi vô 200k đi ơi. Đâu bây giờ Triết rồi 5 đùi đấy. Chỉ cần anh Hậu thôi. Trời ơi. Hà trớt Triết ơi giờ cho rõ vô. Không, Hà xem cái nào xem cái nào. Không ăn gà. Ở đấy 10k. 10k bây giờ kêu ớt là ớt không ăn gà. Hậu lên. Làm trình hộ đấu đây. Hộp quá. Anh Hậu tên gì tên gì? Trời ơi. Nếu mà tính ra chỉ cần 2 lần vậy nữa rồi thôi con đâu cần làm gì đâu. Đúng rồi, đúng. Vòng đây là Triết 2 rớt. Hậu 1 cái đùi. Bây giờ chỉ còn lại là 2 thí sinh, Triết và Hậu. Thí sinh. Cái con sợ nhất là đây nè. Phần này là Triết 2 rớt nha. Hậu là 1 cái đùi. Cay lắm mà giỡn nha chứ. Xin mời. Bây để tổng lại là Hậu được bao nhiêu cái đùi và Triết được bao nhiêu cái đùi này? Em 5 cái. 5 hay 4? 4 mà. Cái này mới cái thứ 4 mà. Hậu 4 cái, Triết 5 cái. Còn 5 cái, 3 chiếc, 3 ly nước.
và 50k. 50k. Họ thì được 300k, bây giờ 500k. Trời ơi. Họ quá tài. Khỏe thiệt chứ. Cha vòng quay lượm cò mà bằng số tiền mà phần thưởng luôn mà. Đúng rồi. Ổn không riết, ổn không còn. Cái đó. Lần đây là anh cho ăn kèm với dưa nha. Với mấy dòng đợt sale là mấy hôm khác thì ớt ớt riêng luôn nha. Đó đó. Cái sợ nhất. Có khi mà tiếp sập lỗ chân trâu rồi hai trái ớt đây luôn rồi chứ. Ớt gì ngọt quá. Ổn không? Ổn chút. Hậu bây giờ bắt đầu cũng ngán rồi nè. Em ăn chắc được một cái nữa. À. Phải chỉ được gà. Khó thật rồi đó. Ờ hai đi. Không sợ. Ừ. Ừ. Dạ hết rồi. Cày đó. Mặt bắn đi tiếng nha. Dì leo tiểu chị ơi. Nói chung là dòng xe mà anh nào vô hai cái đùi là tự động. Ừ. Về được rồi lúc mọi người. Đúng rồi. Đó. Mình nghĩ là dần kế tiếp anh nào vô hai đùi là đúng rồi. Hai giới tôi xin thua á. Trời ơi. Hai giới xin thua rồi, ăn hết rồi mới xin thua. Chạy được bác rồi. Ăn hết mới xin thua được. Do ăn ớt yếu nữa. Sao có vượt qua được không? Được chứ. Nhưng mà cây đó. Còn ráng con, còn nửa ráng nữa con. Ráng lại một vàng nữa. Cái đấy. Cái đó. Nói chung anh nào cũng ngán à. Hậu thì cũng ngán đùi mà triết bây giờ dính ớt rồi cũng ngán luôn. Giờ tắm mà ăn nổi rồi. Vậy con cứ tưởng tượng trái ớt là cái khúc mía đi. Trước chạy được mát không? Trước chạy được mát. Ngọt như mía luôn. Chạy được mát rồi, chạy được mát rồi. Còn xíu nữa không? Không có nọ đâu. Ừ. Ngon không? Ngon. Anh nào cũng ngán à. Hậu bây giờ nuốt hết vô à. Có khi con thấy ngựa điếc. Hậu giờ nó ngán không? Tiếc chạy mát rồi. À quên nãy ớt cay. Ớt cay còn chấm thêm được ớt đi. Ừ. Ngọt như mía lùi đó. Không cay chút nào. Sao Hảo sao? Có vượt qua nó không? Thôi chắc là em xin đầu hàng. Em nói với Triết là để Triết có đầu hàng mai gì Triết đầu Triết nó dữ quá. Hậu cho chân thật hù Triết mà không được. Triết lì quá chịu không nổi. Hậu hậu ngán rồi. Mà bao nhiêu mà ngán ngầm ráng ăn á. Ý là nếu ráng thì ăn hết cái đùi em mà sợ dòng xeo đúng không? Lỡ nó vô nó là knock out á. Để review đi, chạy nước mắt. Sao? Hậu là đầu hàng đúng không Hậu? Em đầu hàng. Hậu hiểu vô luôn em. Dạ. Chứ nói chung là chứ xứng đáng. Anh thấy mình chứ ăn nhiều nhất mà. Em cũng đang suy nghĩ đến đầu hàng á. Triết là Triết cũng muốn đầu hàng ấy. Đứng về để em hù lên chứ đúng không? Chạy nước mắt luôn rồi. Không, nói chung là em nghĩ là Triết xứng đáng. Đúng không? Triết hôm nay ăn khá nhiều ạ. Chạy nước mắt luôn rồi. Đang ăn thì ngon cái vô hay dớt rồi khóc luôn á. Sao? Nói chung là Triết là nhận phần thưởng là mình nghĩ là xứng đáng với vì Triết hôm nay là ăn mấy cái đùi gà con? Năm cái đùi gà, ba trái ớt, ba ly nước, ba trái ớt. Ừ, ba ly nước, ba trái ớt. Chạy ăn mát luôn. Nhiều khi bồ bỏ chưa tóc vậy nữa. Rồi phần thưởng cuối cùng là Triết là người chiến thắng. Hoàn toàn xứng đáng. Phần thưởng 500k dành cho Triết. Xin cảm ơn chú Toàn. Đó. Quá đã. Phần thưởng hôm nay là Triết mình thấy khá là cố gắng. Ăn ớt mà chảy nước mắt luôn mà vẫn có hoàn thành hai rớt cuối cùng. Hù mà hù không được. Hậu ơi, còn một chút xíu nữa các bạn ơi. Nhưng mà hết nạp vô nó nè. Hết nạp rồi được không? Hết nạp rồi được. Cũng hết nạp vô nó nè. Nhưng mà em thấy Triết xứng đáng.
quá xứng đáng luôn. Phần thưởng rất là xứng đáng mà. Một cái đùi hay một cái nước thì em còn ăn hoặc uống được, chứ còn ớt thì thua. Rồi chắc bên em mình cũng xin dừng clip tại đây. Mọi người yêu thích cái vòng quay đây mà quay vòng quay nhân phẩm về món ăn gì cho độc độc lạ lạ thì mọi người cứ bình luận phía dưới giúp Toàn nha. Nói chung là ba anh em tụi em cũng cảm ơn anh Toàn đã tạo điều kiện cho anh em sống được Tết. Ok anh em mình hết mà có ai đâu. Cảm ơn mọi người đã bình luận mà thích video của anh em mình. Mọi người yêu quý Toàn thì cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Bây giờ mấy anh em mình xin dừng clip tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Chào anh em. Chào mọi người.